Hello tất cả mọi người nha. Hôm nay thì thế giới nhà đất là có mặt tại xã Bảo Bình nha anh chị ơi. Để review giới thiệu tới quý anh cô chú và quý anh chị một lô đất rất là đẹp nằm trên trục đường nhựa đây anh chị ạ. Đây, nhìn đường nhựa đây ạ. Đây là xã Bảo Bình nha anh chị nha, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai nha anh chị. Hướng này là hướng đi ra sân bay Long Thành này anh chị ạ. Đi ra trung tâm hành chính của xã Cẩm Mỹ. Đó, đường nhựa vỉa hè như đẹp thế này anh chị nhá. Còn hướng này bên tay phải em đây là đi vào trung tâm của huyện Cẩm Mỹ. Đây, vị trí lô đất em muốn giới thiệu với quý anh chị ngày hôm nay á, ở đây nó nằm mặt tiền được nhựa này luôn anh chị nhá. Mặt tiền là 80m chị ạ. Tổng diện tích của lô đất này là hơn 2000m2. Giá đâu đó năm ngoái khi thời điểm đỉnh nhá thì là, nhưng bây giờ thì thời thế đã thay đổi, khi thị trường xuống, mọi việc đang xuống thì bây giờ chủ cầm lại bán cho anh chị có 4 tỷ thôi anh chị ơi. 4 tỷ còn được thương lượng nha. Đây, lô đất này rất là đẹp. Về nói về cái vị trí của nó thì nó nằm trên trục đường nhựa này anh chị. Đất ở đây là đất phun hồng anh chị ạ. Cực kỳ đẹp luôn. Đó, một cái lợi thế của lô đất này á, mặt tiền đường nó rộng này. Đó, phía sau là view suối. Xíu nữa em sẽ quay live cam từ trên cao xuống anh chị thấy được là phía sau lưng mình là suối anh chị ha. Rất là đẹp luôn anh chị ạ. Ở xã Bảo Bình, huyện Long huyện Cẩm Mỹ nha anh chị nhá. Hiện tại trên đất thì cũng đang để đất không nha anh chị. Xung quanh đã bờ bao hết rồi anh chị này. Đã xây bờ bao hết rồi. Nếu như anh chị đầu tư xong, anh chị sau này anh chị xây cho mình một cái căn nhà vườn ở đây, đúng không ạ? Một căn nhà vườn ở đây thì rất là đẹp luôn, vì nó là nằm trên trục đường giao thông kết nối giữa sân bay Long Thành và trung tâm huyện Cẩm Mỹ, đi đâu cũng dễ dàng anh chị ạ. Sau là suối anh chị ạ. Tí nữa nếu như mà đi được thì em sẽ ra sau này em sẽ review chi tiết hơn đằng sau suối này cho anh chị xem nha anh chị nhé. Giá chỉ có 4 tỷ thôi anh chị, còn thương lượng nha anh chị nhá. Hơn 2000m2 mà có 4 tỷ thôi thì anh chị thấy có rẻ không ạ? Với mặt tiền đường đẹp như thế này mà giá có 2 tỷ một sào thì em nghĩ là không có chỗ nào mà đẹp hơn mà rẻ hơn như thế này nữa đâu anh chị ơi. Ở xã Bảo Bình nha anh chị nhá, Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ. Từ vị trí đất này thì mình đi sân bay Long Thành tầm khoảng 15 cây. Đi trung tâm hành chính của huyện Cẩm Mỹ tầm khoảng 10 cây. Đó, đi theo hướng này anh chị. Đó, hướng anh chị đang nhìn thấy đây. Rất là gần. Nếu như anh chị mà muốn sở hữu cho mình một cái không gian rộng, một cái không gian yên tĩnh, thoáng mát, sạch sẽ, sau này để hưởng cái tuổi già yên tĩnh thì anh chị có thể liên hệ em, mình gặp chủ trực tiếp anh chị. Đó, mặt tiền đường ha. Đây là bờ rào anh chị. Bờ rào đây. Bờ rào đã xây sẵn đấy anh chị ha. Bờ rào chủ đã xây sẵn rồi. Giá đu đỉnh là 9 tỷ. Bây giờ chủ cần tiền quá bán có 4 tỷ thôi anh chị. Wow, quá rẻ luôn. Tại sao không anh chị lại không gọi điện cho em anh chị? Tại sao không anh chị không gọi điện cho em đi xem đất? Tại sao không anh chị không liên hệ trực tiếp với em, gặp chủ đàm phán trực tiếp anh chị nha. Rồi, xin chào anh.